Với hệ thống các thác Chăm còn khá nguyên vẹn, cùng với các lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm và các làng nghề truyền thống như làng dệt Mỹ Nghiệp, làng gốm Chăm Bảo Trúc, nếu được khai thác tốt sẽ là những điểm đến rất hấp dẫn để Ninh Thuận phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc tìm hiểu văn hóa, đời sống của người Chăm ở đây. Em thấy cái việc mà cần để phát triển ở du lịch địa phương cũng như thôn nhà em thì có những di sản văn hóa sẵn và giúp cho cộng đồng mình có thể là vươn xa và giúp các bạn bè trên thế giới đều biết đến cái văn hóa, di sản văn hóa của địa phương mình. Mô hình du lịch sinh thái cánh đồng sen tại khu phố Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch với quảng bá văn hóa Chăm. Đây cũng là địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút đông đảo du khách. Khi du lịch cộng đồng tại địa phương phát triển, những nghệ nhân như ông Dương Tấn Tử cũng đã có thu nhập ổn định từ biểu diễn văn nghệ phục vụ khách tham quan. Khu du lịch sinh thái phát triển là các nghệ nhân của chúng tôi có thu nhập và góp phần xây dựng văn hóa trong làng càng ngày càng phát triển. Hiện nay bên cạnh các homestay ở Mỹ Nghiệp, ở các làng Chăm khác của huyện Ninh Phước cũng đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng như ở Hữu Đức, Bảo Trúc và Thành Tín. Để người dân có thu nhập ổn định từ phát triển du lịch thì vấn đề quan trọng là việc đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức, kỹ năng trong hoạt động du lịch cộng đồng. Khi mà bà con làm chủ được trong phát triển du lịch cộng đồng thì điều này cũng có nghĩa rằng bà con sẽ nâng cao được thu nhập, cải thiện được cái cuộc sống của bà con. Cho nên tôi cho rằng đây là một cái cơ hội phát triển rất là tốt và cũng có thể là một cái sinh kế thay thế cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào người Chăm nói riêng trong tương lai. Phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng đồng bào Chăm Ninh Thuận đã tạo ra nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng còn giúp giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm Ninh Thuận.